Kinh doanh xe cà phê vỉa hè đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ chi phí thấp và khả năng tiếp cận khách hàng nhanh chóng. Nhưng để hoạt động hợp pháp và bền vững, bạn cần nắm rõ thủ tục pháp lý và những quy định cần thiết. Hãy cùng khám phá những bước quan trọng ngay sau đây. Trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn cần hoàn tất một số thủ tục pháp lý. Thứ nhất, xin giấy phép kinh doanh cá thể. Liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường, quận nơi bạn dự định hoạt động để đăng ký kinh doanh. Thủ tục này khá đơn giản và thường giải quyết trong vài ngày. Thứ hai, xin giấy phép sử dụng vỉa hè. Một số khu vực yêu cầu giấy phép này để sử dụng không gian công cộng. Hãy kiểm tra và xin phép đúng quy định để tránh bị xử phạt. Thứ ba, kiểm tra quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu kinh doanh đồ uống pha chế, bạn cần tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và có giấy chứng nhận liên quan. Hoàn tất thủ tục chỉ là bước đầu. Để xe cà phê vỉa hè vận hành hiệu quả, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng khác. Thứ nhất, lựa chọn địa điểm hợp lý. Ưu tiên khu vực có nhiều người qua lại như công viên, trường học hoặc khu văn phòng. Thứ hai, chuẩn bị thiết bị gọn nhẹ, sử dụng xe có bánh xe linh hoạt và thiết kế nhỏ gọn để dễ di chuyển nếu cần. Thứ ba, thời gian bán hàng phù hợp, hoạt động chủ yếu vào sáng sớm và chiều tối khi khách hàng có nhu cầu cao. Với thủ tục pháp lý hoàn thiện và một chiến lược kinh doanh hợp lý, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình với xe cà phê vỉa hè. Hãy tận dụng cơ hội và khám phá tiềm năng từ mô hình này.